Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bí quyết làm nhân nem làm sao nó không bị ra nước, và cái chủ yếu là cái cách cho gia vị vào thôi, và cách mình ngâm miến để làm cái nem rán tròn chả giò ấy. Thì trước tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình này, rau củ quả theo mùa này, su hào này, cà rốt này, hành tây này, hành lá này, hành tím này, miến này, mộc nhĩ này, nấm hương này. Các bạn ngâm mềm miến mộc nhĩ đi nhưng không ngâm nát miến nhá, nó sẽ ra nước và nó sẽ không hút bớt trứng, nó sẽ làm cho nem của chúng ta rất là nhanh ra nước và không được giòn. Đấy là cái bí quyết thứ nhất, là miến chỉ ngâm mềm thôi chứ không mềm ngâm nó nhũn, và bằng nước ấm nhẹ thôi. Và gia vị thì ở đây các bạn sẽ cho mình này, dầu hào này, hạt lêm, bột ngọt này, hạt tiêu này, chút nước mắm cho thơm này, và đặc biệt là chúng ta phải cho một thìa dầu ăn to để cho nem của chúng ta nó không bị ra nước nhé. Dầu ăn nó giữ làm cho các nguyên liệu là không bị ra nước. Và những cái nguyên liệu rau củ quả để chúng ta không bào mỏng mà chúng ta thái để cho nó không bị chảy nước. Và khi mà cho trứng ấy, thì chúng ta không cho quá nhiều trứng, cho cả lòng trắng cũng được nhưng không cho quá nhiều trứng nhé. Còn nước mắm thì mình cho vừa phải để cho nó thơm và nó không bị ra nước. Đấy, chỉ cần có mấy cái bí quyết như vậy, là miến thì ngâm không được ngâm kỹ quá để nó nát mà chỉ ngâm mềm miến, rau củ quả thái chứ không bào sợi nhỏ thì nó sẽ quá, thì nó sẽ làm cho ra nước. Cho thêm dầu ăn vào và cho vừa trứng thì nem của chúng ta khi mà làm nó sẽ không hề bị ra nước nhé. Và chúng ta chỉ cần ướp nem khoảng 5-10 phút cho nó ngấm gia vị như thế này, rồi sau mình đi gói nem thôi. Đấy, các bạn thấy không, nem không hề bị ra nước. Và các bạn căn theo cái lượng nem chúng ta làm ấy, thì chúng ta sẽ cho trứng vừa phải cho nó ẩm ẩm thôi, nhưng đừng cho quá nhiều trứng nhé. Và bây giờ mình cứ gói nem rồi mình mang đi mình rán thôi. Các bạn thấy không, nem của chúng ta nhìn rất là ngon và không hề bị ra nước. Và khi rán thì các bạn sẽ thấy rõ cái điều đấy, là trứng nó không bị ra và nước nó cũng không bị ra, nem rất là giòn và ngon. Và khi mình gói này, các bạn thấy không, dưới cái đáy nồi không hề bị chảy nước ra. Và bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào. Và thịt để làm bánh da lem ấy, thì chúng ta dùng nhớ dùng cả thịt mỡ, thịt nạc nhé. Chúng ta xay nhỏ nhé. Nếu muốn ăn nhiều thịt thì tăng lượng thịt, còn ăn ít thịt thì chúng ta tăng lượng rau. Cái thành phần này do khẩu vị của từng nhà. Đấy, các bạn thấy không, lem của mình nó không hề bị trứng là nước nó làm cho chảy ra nhé, mà lem rất là rắn chắc và ngon. Và một lưu ý khi mà chúng ta gói nem ấy, thì chúng ta gói chặt tay nhưng mà không đến nỗi nén nem, thì để cho nem nó không bị vỡ khi mà chúng ta rán, vì nó chặt tay quá, vì khi rán nó sẽ lở nem ra vì trong có thịt mà, thịt nó sẽ nở nhá. Và giờ mình đã chia sẻ xong bí quyết để làm nem giòn ngon và không ra nước rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.